Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư Chơi, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Thời sự thế giới tiếp tục vào ngày hôm nay, có một bản tin cũng gây các mối quan tâm về du lịch, đặc biệt là ở Cancun, Mexico. Chúng ta cũng biết là trong thời gian qua, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã khuyến cáo các công dân du lịch, đặc biệt là tới Mexico, rất cẩn thận bởi vì tình trạng mà băng đảng, tội phạm rất nặng nề hiện nay, bắt cóc v.v. Tin tức mới nhất ghi nhận được chính quyền của khu vực Cancun vừa tìm thấy 8 thi thể ném gần bờ biển khu nghỉ mát. Nói là gần chứ thực sự nó cũng xa, thưa quý vị. Bản tin nói là 10 dặm, nhưng mà đọc vào thì thấy sợ. Đây là cái trung tâm nghỉ mát. Và trong cái khu vực ngoài cái trung tâm nghỉ mát, chúng tôi còn nhớ cái zone gọi là hotel zone. Những cái tin tức về từ nhiều năm qua họ nói là du khách tới Cancun á, là chỉ nên ở cái hotel zone thôi. Khu vực nghỉ mát đặc biệt ở tại đây, ở Cancun. Đừng nên sợ đỡ đi ra khỏi hotel zone. Ngay trong cái bản mà khuyến cáo cũng biết, những ai tới Cancun đều đọc được. Thì cái nơi mà bọn trùm ma túy nó ném xác người đó là ngoài cái hotel zone. Cách cái hotel zone khoảng 10 dặm, 16 cây số, có thể nằm ở khu vực này, nhưng mà cũng có thể nằm ở khu vực này, màu xanh xanh đó. Còn những cái mây màu trắng này là cái hotel zone, cái khu vực mà trung tâm của Cancun, và đa phần là các khách sạn sang trọng có và trung bình ở đây. Chuyện gì xảy ra? Chính quyền tìm thấy có 8 thi thể. Và trên các hình ảnh thì chúng ta thấy đó là lực lượng quân đội và cảnh sát vân vân của Mexico đó, họ cũng thường xuyên xuất hiện ở các bãi biển ở Cancun để tìm hiểu hoặc là vân vân trong các cuộc điều tra này. Quý vị tới Cancun, quý vị sẽ thấy để bảo vệ du khách nước ngoài chứ không gì cho nó. Bởi vì có một cái điều luật bất thành văn. Bọn ma túy không đụng tới các trung tâm du lịch của chính phủ. Ngược lại đó, thì chính phủ cũng có thể không ra tay quá mạnh mẽ đi vào các khu vực khác. Cho nên ở tại các bãi biển, đặc biệt là họ có lực lượng tuần duyên Marina của cảnh sát Mexico theo dõi ở đây. 8 người này có thể là 8 nạn nhân của các vụ băng đảng ma túy chia các khu vực với nhau. Mà họ nói cho đến giờ phút này đó, trên dưới 100.000 người Mexico đã bị bọn trùm ma túy giết chết, ném xác. Và những cái xác này nó không có lành lặn nữa, có xác thì chặt đầu, chặt tay vân vân. 112.000 người hiện nay vẫn còn mất tích và được bọn trùm ma túy nó chôn ở những cái địa điểm bí mật. Cho nên họ tìm thấy được 8 thi thể này ở cái khu vực ngoại ô Cancun. Nhưng mà không có nghĩa là quý vị nào đã đặt vé đi Cancun. Phần lớn rất nhiều các cư dân ở Texas đi Cancun rất nhiều, là sang đây có 1 tiếng mấy mà bay à, thưa quý vị. Tiếng 15 phút bao nhiêu. Rất gần, rất nhiều người từ Texas, rồi nhiều người ở cái khu vực phía bắc, đông bắc của Mỹ đó, họ đến Texas, họ bay chuyển tiếp, rồi từ Texas họ bay vào Cancun. Rất đông du khách ở Mỹ này. Tin tức này được đưa ra cũng nằm trong các điều khoản và khuyến cáo về tình trạng du lịch, thì họ vẫn du lịch, nhưng mà rất cẩn trọng, đừng có hẻo lánh đi ra xa các nơi, xa khỏi cái khu vực mà hotel zone ở Cancun. Và thưa quý vị, cái vấn đề về cái chuyện mà công bằng cho các vận động viên ở các môn thể thao liên quan đến cái chuyện mà giới tính rồi chuyển giới rồi vân vân đó, bây giờ nó không gói gọn ở Mỹ nữa mà ở UK
Vương quốc Anh vào tuần trước đó xảy ra cái chuyện đó là bây giờ có những kẻ lợi dụng cái kẽ hở khi mà chính phủ cho phép người chuyển giới thi đấu thì nhào vào là đàn ông nhưng mà đi thi đấu giành ăn với lại người phụ nữ. Dạ gái hả? Vâng. Rồi nói mình là người nữ. Đó. À đây là ai? Đây là Glenn Frank, 54 tuổi thưa quý vị. Vào chủ nhật tuần trước ở London đó, họ có một cái cuộc thi chạy marathon của nữ giới thưa quý vị. Với hơn 14.000 người tham dự. Tuy nhiên, tất cả 14.000 người này bị bả xưng bả là cái bà Glenick Frank đã dễ dàng chiến thắng 14.000 phụ nữ. Thì khi mà bả được phỏng vấn đó thì tại vì trong ngành mà có những người mà vận động viên kiểu như họ chuyên nghiệp đó, thưa quý vị, là họ suốt ngày năm tháng họ chỉ có đi thi trong cái chuyên môn của mình thôi, thì cái ông này đó đã bị bà Mara Yamayuchi là một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp nhận ra. Bà nói là đây là một cái người đàn ông, là bởi vì vào tháng trước đó bà biết là ổng vừa mới đi thi ở cái cuộc thi ở Tokyo trong cái giải mà thi đấu cho nam giới thưa quý vị, và bà nói là năm trước nữa vào tháng 12 đó ổng thi ở New York cũng thi cho nam giới, thì tại sao mới tháng vừa rồi là nam mà bây giờ tháng này lại trở thành nữ rồi, đâu có thể nào mà mới có một tháng trời mà đã chuyển giới thành công. Thì bây giờ đó thế là bị tố, cho nên là cái ban tổ chức họ phải điều tra thì phát hiện ra đó là vào hồi trước khi mà cái cuộc thi này được tổ chức trong vòng có 2-3 tuần thôi thì ban tổ chức họ đã sửa đổi quy định thôi quý vị, cho người chuyển giới không nói rồi, nhưng mà bây giờ họ còn nới lỏng ra là họ cho phép những người mà họ gọi là đang in transition, nghĩa là đang trong cái bước chuyển giới, thì có thể là quý vị cũng biết là nhiều khi những cái bước đầu tiên là họ sẽ chích hormone hay làm gì đó không biết, thì nhưng mà trong cái quy định lại không có nói rõ thưa quý vị là phải bắt buộc đã tiêm hormone rồi hay làm sao thì không biết, chỉ ghi như vậy. Thì thế là cái ông này đó ổng ngay lập tức ổng apply vô, bởi vì ổng nói là ổng đang nhìn nhận mình là phụ nữ và ổng sẽ chuyển giới, thì ổng nói là ổng cũng đang trong cái transition là ổng chuyển, cho nên là ổng nhào và ổng ghi danh ổng là nữ, và thế là được cho phép thưa quý vị, mặc dù trên passport là vẫn đang là đàn ông chưa hề được chuyển giới vân vân, và đã giật cái giải gần 10.000 euro, thắng 14.000 phụ nữ. Thì cho nên bây giờ đó là tất cả những người tham dự cái cuộc thi đấu vào chủ nhật tuần trước đó, họ khiếu nại, họ không có chấp nhận cái kết quả này, bởi vì nói cái ông này ổng gian lận. Thì bây giờ ổng, đây là hình ảnh của ông này thưa quý vị, thì từ trước đến giờ đó ổng nói là ổng lúc nào ổng cũng thấy ổng là phụ nữ, mặc đồ vậy thôi, độn đội tóc giả vào chứ chưa hề chuyển giới thật sự. Thì bây giờ cái chuyện này nó lại đưa ra một cái vấn đề là những cái quy định lỏng lẻo của các quốc gia, những cái chính phủ để cho những cái người đàn ông như thế này đi ăn gian, đi giành giật những cái giải thưởng của phụ nữ đích thực như vậy thì nó không có công bằng. Họ đâu phải là đàn ông đâu. Họ sinh ra là đàn ông nhưng mà bây giờ đầu óc tôi không nghĩ tôi là đàn ông thì phải chấp nhận họ là phụ nữ và cho phép họ thi đấu. Cái chuyện đó tranh cãi khủng khiếp dân chủ và cộng hòa một lần nữa thưa quý vị. Nhiều tiểu bang bây giờ thông qua các luật đang sẽ trở thành một vấn đề rất lớn. Tòa tối cao pháp viện đang thủ lý, mặc dù tòa tối cao pháp viện mới đây đã cho phép một cô gái 12 tuổi ở West Virginia chuyển giới được thi đấu. Cho nên cái vấn đề hiện nay chưa biết được, bởi vì các vụ kiện thì nói về phân biệt đối xử. Thật nhanh thưa quý vị, hình ảnh quý vị đang nhìn thấy là Hoa Kỳ đụng độ với Trung Quốc. Một cuộc thăm dò của hãng thông tấn AP phối hợp với Viện Gallup đưa ra mới đây cho thấy rằng quan điểm của người Mỹ càng ngày càng tệ hại, tiêu cực đối với Trung Quốc. Không phải là người Trung Quốc, nhưng mà đối với chính phủ Trung Quốc 15% thôi. Câu hỏi đặt ra đó, quý vị nghĩ sao? Quan điểm quý vị nghĩ rằng thấy Trung Quốc như thế nào? Thì đa phần, chỉ có 15% là nói là tôi thấy ok, không có gì đặc biệt cả. Còn 85% không hài lòng, nói rằng Trung Quốc là mối đe dọa cho nước Mỹ.
Thì cái vấn đề chính hiện nay đó, họ thực hiện một cái cuộc thăm dò đó đối với người Trung Quốc, nó chỉ có 25% thôi. Nhưng mà ít nhất đó, trong số này 75% thì chống đối, 25% thì nói rằng tôi không nghĩ quá tệ hại. Khác biệt giữa 15 và 25%. Mời quý vị theo dõi các bản tin tức nổi bật chiều nay, sau phần tin tức cập nhật buổi chiều lúc 5 giờ với Đinh Quang Thái. Vào trong trang nhà leadersaigontv.com theo dõi phần livestream đọc các bản tin được cập nhật trong ngày, và vào YouTube nhớ nhấn nút like và nút subscribe. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.